vận động. Mình tên là Vũ Nhã Trân, học sinh lớp 4A5, trường tiểu học Hùng Vương, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tham gia hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2024 với mong muốn gửi gắm tới hội thi và bạn đọc là chúng ta nên tạo lập cho mình một thói quen đọc sách, vì sách là người bạn nhỏ luôn kề cận bên em, với thế giới bao la cùng xem điều thú vị. Sách dạy em nhớ kỹ lịch sử 4.000 năm, dựng nước chống ngoại xâm, vẽ màu cờ tổ quốc. Sách ghi lời non nước, văn hóa là yêu thương, học tập theo tấm gương của điều chân thiện mỹ là tri thức vốn quý, mở cánh cửa tương lai, đọc sách vì ngày mai, tâm hồn em rộng mở. Bạn đọc thân mến, mình đọc rất nhiều cuốn sách, nhưng cuốn sách mình yêu thích nhất, cảm động nhất đó là cuốn sách Chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, do Lời Hoài Lộc biên soạn, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2022. Sách dày 41 trang, có khổ là 19 x 26cm, với giá 50.000 đồng. Đọc cuốn sách Chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc, mình đã biết ngã ba Đồng Lộc đã trở thành thân quen với bất kỳ ai, dù chưa một lần đến nơi này. Nơi gắn liền với sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Họ đã đi vào lòng dân tộc Việt Nam như một biểu tượng cho sự quả cảm của tuổi trẻ. Trong chiến tranh khốc liệt, những hình ảnh đẹp đẽ, cao cả của họ đã đi vào lịch sử dân tộc, đi vào những áng văn chương, những thước phim cảm động và cả những vần thơ bất hủ. Cuốn sách đã tái hiện lại trong những ngày chiến tranh chống Mỹ ác liệt nhất, có một cung đường đầy hiểm nguy mà người ta gọi là tọa độ chết. Tọa độ chết ấy chính là ngã ba Đồng Lộc, nằm trên tuyến đường Trường Sơn, xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tất cả mọi cung đường từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua huyết mạch này. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 thuộc đại đội C-552 gồm 12 cô gái, trong đó 2 cô bệnh viện, còn 10 cô nhận nhiệm vụ sang lấp hố bom, sửa đường, thông đường cho đoàn xe chở đạn dược, thuốc men, chi viện miền Nam. Chị Võ Thị Tần tập hợp tiểu đội của mình: "Các đồng chí, đoàn đường D2 đã bị đánh bom, chúng ta quyết tâm sửa chữa cho xong, để tối mai đón đoàn xe chở vũ khí, thuốc men vào miền Nam chiến đấu." Tất cả đồng thanh: "Rõ." Nhận nhiệm vụ xong, các chị gấp rút bắt đầu công việc. Họ làm không ngơi tay, mồ hôi ướt đẫm giữa cái nắng chói chang ở miền Trung, nhưng các chị vẫn cười nói rôm rã, vừa làm vừa gọi nhau ý ới. Rồi chị Tần hô: "Các đồng chí ơi, dạy lao 10 phút nhé." Các chị em vừa nghĩ dạy lao, bỗng bầu trời như bị xé tan ra, máy bay phản lực của Mỹ sọc tới, tiếng đạn pháo cơ sở xé tan bầu trời. Các chị chạy ngay xuống hầm trú đang làm dở chiều nay. Chị Tần nói to: "Giặc vẫn ở trên đó, bom nổ xong thì đi lên, đất đá rơi thì bình tĩnh mà tránh." Tiếng của chị Tần vang đi xa, máy bay của giặc thì lao tới, một chùm bom, rồi một chùm bom nữa. Một quả bom đen chùi chuối lao thẳng xuống nơi đồng đội đang ngồi trú ẩn. Khói đã bùng lên khắp đường 15, đất đá trên đồi lỡ xuống, ầm ầm vùi lấp các chị, trời đất tối sầm lại. Lúc ấy là 16:40 chiều ngày 24 tháng 7 năm 1968. Cùng lúc ấy, anh Nguyễn Thái Linh, đội trưởng đội C-552, đứng trên đài quan sát, thấy bom B-52 rơi trúng xuống A-4, làm anh lặng người đi. Anh chạy ngay xuống đường 15, nhưng không còn thấy một ai. Chỉ thấy chiếc nón rách tươm nằm trơ vơ trên đường 15. Anh bắt vua tay và kêu gào thật to:
A Bồn ơi, A Bồn ơi, đâu rồi, các em đang ở đâu? Các đồng chí ơi, mau lại đây. A Bồn, A Bồn, bị bom ném trúng, vùi lấp hết rồi. Nào, nhanh lên, đào bới nhanh lên, mày còn có ai sống? Đúng lúc này anh Trần Thiện lật nhát cuốc thì nhìn thấy chị Tần chân tay vẫn mềm, nhưng tim ngừng đập hẳn, mặt thì tím ngắt. Cứ thế, tất cả mọi người mím chặt môi, đào bới hầm trú ẩn, đưa được các chị Tần, Xuân, Nhỏ, Hà, Rạc, Hường. Các anh kính cận nâng niu, đặt từng đồng chí vừa hy sinh nằm thẳng một hàng trên bãi cỏ trên đường. Ngay sau đó hầm thứ hai cùng tìm thấy Xuân, Hợi, Xanh. Các chị vẫn còn mềm và ấm. Mọi người vội làm hô hấp nhân tạo, nhưng muộn mất rồi. Các chị đã hy sinh, chỉ còn Hồ Thị Cúc tìm mãi chưa thấy. Hết ngày thứ nhất sang ngày thứ hai, chưa tìm thấy chị đâu. Sang ngày thứ ba, đồng đội làm lễ gọi hồn chị. Tiểu đội đã xếp một hàng ngang. Cúc ơi, em ở đâu, sao không về tập hợp? Chín bạc đã quây quận đủ hết, chị thiếu mình em, chín bỏ làm mười sao được. Các anh đã bới cùng vẹt cuốc, chị sợ em đau nên nhát cuốc chùn. Gọi em, gọi em, Cúc ơi. Bài thơ gọi hồn vừa kết thúc thì đồng đội tìm thấy chị ở bên đồi trọ voi, cách hố bom 20 mét, trong tư thế ngồi, đầu đội mũ, cây bút nằm ngay bên cạnh, các đầu ngón tay bị rớm máu, chắc đào bới đất để tìm đường ra. Cả 10 cô gái đã hy sinh khi tuổi còn rất trẻ, họ đã vĩnh viễn nằm lại bên nhau tại đồi trọ voi, thuộc xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, để ghi nhớ chiến công của các chị. Năm 1972, nhà nước ta đã truy tặng danh hiệu anh hùng lao động cho tiểu đội 10 cô gái, ngã ba Đồng Lộc, được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Các bạn ạ, đọc cuốn sách Chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã mang đến cho mình nhiều bài học quý giá. Đó là bài học về lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cần nhận thức rõ sự độc lập, tự do, hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng hôm nay là thành quả của biết bao nhiêu sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước. Vì vậy, mỗi người cần phải biết tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp đó. Bản thân mình đã cùng nhà trường tham gia các hoạt động như thăm viếng và tri ân các anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh vào các ngày lễ lớn, tổ chức thảo luận, giới thiệu sách trước cờ, trước lớp nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước. Là người con của đất Việt, không chỉ riêng mình mà các bạn hãy cùng mình cố gắng không ngừng rèn luyện bản thân, học tập và làm việc chăm chỉ để góp phần xây dựng đất nước. Sự cống hiến và thành công của mỗi cá nhân là cách tri ân thiết thực nhất đối với những người đã hy sinh. Qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2024 với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, các bậc con, cháu, chúng con xin kính nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ đi trước bằng một cách chân thành nhất. Xin mời các bạn đón đọc cuốn sách Chuyện kể về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Sách hiện có tại các thư viện, nhà sách. Sách còn có một số trên trang web mạng xã hội. Đọc sách sẽ rất hữu ích cho các bạn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại bạn đọc.